Xin kính chào cô chú anh chị cùng các bạn nha. Rất vui được trở lại. Xin kính chúc một ngày mới thật sự an lành và hạnh phúc. Hôm nay mời cả nhà mình cùng đi chùa ngày đầu xuân nha. Do mình định mình hôm nay đi chùa này nè. Đây là ngôi chùa Từ Lâm ở thành phố San Jose, miền Bắc California. Và cái khung cảnh ở phía trước đó cũng rất là đẹp. Công viên xung quanh rất là rộng lớn. Nhưng mà ngôi chùa thì nhỏ thôi, không có lớn lắm, và cũng rất đẹp ở nơi đây. Và lời đầu cho mình gửi lời cầu chúc đến tất cả bà con cô bác cùng các bạn luôn có những ngày tháng thật sự an lành và hạnh phúc nha. Và bây giờ mời cả nhà mình cùng đồng hành đi xem nha. Gia đình mình đã đến chùa đó, chuẩn bị vào cổng. Và bây giờ đã đi vào cái khuôn viên bên trong rồi đó. Ở cổng đi vào thì có một cái có tượng Phật nằm đó, cũng rất là đẹp. Và đồng bào Việt Nam mình đi viếng thăm ở đây nhiều lắm, nhất là trong những ngày Tết thì ở đây là rất là đông. Nhưng bây giờ thì cũng còn ít thôi lai gai. Và bây giờ mời các bạn cùng bà con cô bác mình đồng hành đi xem nha. Hôm nay không có đi vào chánh điện được bởi vì các thầy cô đang làm lễ bên trong đó, và mọi người ngồi đầy ở bên trong hết, do đó không có đi vào được. Mình chỉ sơ lược cái khung cảnh ở bên ngoài để chia sẻ lại mọi người cùng xem nha.